Vô cùng gốc mở nguyên phát thì trước tiên chúng ta phải hiểu bản chất bệnh nó là gì. Đó là một bệnh của thị thần kinh sẽ gây nên làm tổn thương những cái tế bào hạch. Thường cái nguyên nhân của nó là do tăng nhãn áp. Thì nó có thể làm cho chúng ta mất cái vùng nhìn dần dần đi. Ví dụ chúng ta bị mờ. Thoạt đầu là chúng ta có thể chỉ có ám điểm mà nếu như chúng ta mở cả hai mắt thì nhiều khi chúng ta không nhận ra. Cái tỷ lệ người mà có người nhà, tức là có người trong gia đình mắc glaucoma côm thì cái khả năng những người khác bị thì sẽ cao hơn gấp 5 đến 6 lần những cái người mà trong gia đình không có người nào. Khi mà rơi vào tình trạng này thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị nào? Thứ nhất là người ta phải làm sao hạ được cái nhãn áp. Người ta có thể dùng một loại thuốc tra, hai loại thuốc tra, thậm chí là có thể phối hợp đến ba loại thuốc tra. Đang rất cần bán hết cho mọi người. Bạn trai đây này. Mẹ kem hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kem chuẩn bị được gì, đồ này mày cuối chưa? Rất là dễ thương, diễn nó rất là vừa vặn, nó không có over mà nó cũng không có thiếu. Hình như anh đồng cảm với bên đó là tại biết lý do làm sao không? Không rõ lời. Đúng, chính xác. Mèo con. Mèo con. Thời buổi này mà xài cái nick mèo con. Cái nick mèo con là người con gái rất trẻ. Báo động đỏ cho nhà bà Lan. Bà Lan ơi, ông Kiệt ơi. Bà Lan ơi, ông Kiệt. Anh yêu, anh còn nhớ đêm hẹn hò của chúng ta không? À, ba không đàng hoàng. Ba lừa tiền của mẹ lấy tiền cho gái. Nè nè, cái đó là hổn nữa nghe. Có phải tại vì cái chuyện mà ba có con mèo nhí nào ở ngoài, mẹ đau buồn, mẹ đau khổ, cho nên mẹ mới quyết định là mẹ cặp với một thằng bồ nhí nào khác, đúng không? Đúng không? Mẹ không muốn làm lớn chuyện này lên, cho nên mẹ quyết định là mẹ phải ăn nem ăn chả, đúng không? Kiến trúc của con người làng lúc là hình như vậy. Tức là cái đó gọi là kiến trúc Gasozukuri, là hình giống như là chắp tay cầu nguyện gì đó. Ở đây người ta sẽ sống rất là kháng khích với nhau và chủ yếu là kiếm tiền bằng những cái du khách đến tham quan ngôi làng. Sự manh động của những tên trộm, bọn chúng sẵn sàng tấn công người bắt trộm bằng công cụ nguy hiểm. Vì thế, rất mong người dân đề cao cảnh giác. Bên cạnh đó, người dân cần phải lắp đặt hệ thống cảnh báo trộm và chú ý đến tài sản của chính mình. Đừng phó mặc cho camera an ninh, bởi vì chỉ cần một vài giây sơ hở là tài sản đã bay theo bọn trộm.